Ok, hello, dạ em chào quý vị, dạ em chào mọi người. Ngày hôm nay em lại tắm trắng như gì nha. Ai mà ta nói mà muốn trắng như em thì cũng như là muốn trắng như gia đình của em thì nhanh tay lệ xin nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Nhanh tay lệ xin đi mọi người ơi, xin hãy chim giùm em. Mọi người ơi, xin hãy chim giùm em. Mọi người ơi, sẽ chim mọi người ơi, sẽ chim sẽ chim, sẽ chim sẽ chim. Do bây giờ mọi người ơi, em năng lượng rất là tràn trề rồi. Thì bây giờ anh chị em nào tên đã ủng hộ giùm cho em nha mọi người nha. Các em kêu lô tô lô ơi đồ này nọ thì có những phần quà cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dễ thương dành tặng cho mọi người ngày hôm nay. Nhanh tay lệ chân. Đây rồi, em trắng lắm quý vị ơi, em trắng lắm mọi người ơi. Thì bây giờ ai mà cần mà trắng như em thì nhanh tay lại chân hệ đến đây đến với em đêm này. Hãy gác khúc ca cho đời mê say à, nhạc vui của vui nồng ta nồng say à. Hãy đến với nhau đêm này, tiếng hát sẽ khiến trái tim u sầu, tiếng hát sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Vô đi em ơi, mấy gái ơi vô đi ơi, mấy em gái ngành này vô đi cơ. Hai em, dạ ngày hôm nay em tiễn được hai em bé dễ thương quý vị nha, hai em bé dễ thương đáng yêu. Thì hai em bé này ở dưới Bến Tre mới lên, thì ta nói còn ngại ngùng còn âu lo nha quý vị nha. Đó, bé này là bé Thủy, còn bé này là bé Bích. Ai điện em kêu Quỳnh. Dạ, ta nói từ ngày hôm nay tư vấn cho mọi người, ta nói là tắm trắng đồ này nọ. Thì ai mà cần tắm trắng thì liên hệ với em trong tại live stream này. Và trong khi chờ đợi rồi em hát đồ này nọ như vậy nha. Bây giờ mọi người chia sẻ live stream cho em. Mọi người ơi, xin hãy sẽ chim giùm em à. Mọi người ơi, xin hãy sẽ chim giúp em. Sẽ chim xem chim chim em đi. Ai còn xuất ra em ngồi út vào hai bên mới đẹp. Rồi xe chim đi cho cao cao lên mấy đứa, cao cao lên nè, cao cao, đèn chói quá, đèn quỷ, đèn ma, đèn hụt lộn luôn. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lẹ chuyến xe chim với đông người, vô nhiều người tham gia tham dự đi mấy chị ơi, mấy chị của em ơi. Dạ ủng hộ cái gì, xe chim cho em những gì nha, thương em ủng hộ quỹ tài xế mà lo ngủ đi nha, mai đi sớm nha mày nha. Mai Bích Trâm ok, gọi tên em Công Trí, chào Công Trí Nguyễn Lâm. Thì em chào mọi người có mặt trong live stream của em hôm nay. Anh Vũ Hà, chào anh Vũ Hà, cũng muốn ghé Quỳnh Trang, cũng muốn khi mà cuộc sống khó khăn thì biết làm bây giờ. Đây Trang Ngọc rồi nè, ok Phạm Đức đã chia sẻ, ok Phạm Đức nha, Phạm Đức nha. Gì Quỳnh? Giống không? Xin đôi không? Xin đôi. Đẹp không? Ai đẹp hơn? Em đẹp hơn. Ai đẹp hơn? Em đẹp hơn. Ai đẹp hơn? Áp đẹp hơn. Ai khùng hơn? Áp đẹp. Ai giàu hơn? Dạ cảm ơn mọi người rất nhiều với mọi người nha. Thì ngày hôm nay là hai chị em, nhỏ này à, em nhỏ này chị em à. Rồi cảm ơn vậy, ngày hôm nay em like xong mà em tắm trắng nha chị nha, kỳ quá hả? Dạ không có kỳ đâu chị ơi. À, Lâm nha, khe hở rồi kìa, làm lại đi em. Anh Đe Vinh Vinh ơi nha, anh để ý quá à, cái răng tao hở chút xíu mà à, anh để ý à, anh để ý điều này nọ nè, anh chia sẻ giùm anh nè. Cảm ơn vậy. Trời Quang Sơn ổn với Quang Sơn, em chia sẻ tốt quá nè Quang Sơn, anh cảm ơn Quang Sơn rất nhiều nè, quá trời ổn luôn à. Dạ xin đôi cái gì nha. Rồi bán đồ nha, bán đồ nha. Thì ngày hôm nay em giới thiệu gì một sản phẩm được mang tên là Ace Skin như gì nha. Ace Skin cầm sản phẩm đi mấy người mẫu ơi, là cái dòng sản phẩm này tắm trắng như gì nha, chuyên về dòng tắm trắng. Thì chị em nào mua để sơ thoại cho chị em thì cái tập tắm trắng là 400, là ta nói 99 ngàn, cực kỳ 490 mà cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Thì bây giờ anh chị em nào mua thì comment lia lịa giùm cho anh em, thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho vậy. Và điều đặc biệt là sản phẩm này cực kỳ trắng và cực kỳ mạnh màng như gì nha, nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 100%, nhanh tay lẹ chân như gì nha mà sở hữu giùm cho em. Thì một cái chai 490 ngàn nó bự như thế này, thì bây giờ nếu mọi người mua thì để sơ thoại giùm cho em, còn chần chừ nữa để sơ thoại giùm cho em nha mọi người ơi. Dạ đặc biệt là phi xích cho cả nhà mình luôn nha cả nhà ơi. Phi xích cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, xích đi quý vị ơi, xích đi mấy em ơi, người mẫu ơi, xích đi cưng. Dài, cái này đặc biệt là chúng em có xích mặt được luôn, xích mặt được luôn. 190 ngày đây là tắm trắng nha mấy chị ơi, phi xích toàn quốc nha, cả nhà mình để đặt hàng để lại số điện thoại em nha cả nhà ơi. Đó, xịt ra đi, mình xịt ra đi, rồi hai chị em vô bàn đi, hai chị em vô lại đi. Thôi thôi, đó, tụi bay xài vô đi. Được không, được không? Bây giờ em chưa sức lên nha. À, hay quá em ơi. Thoại đi, cân thoại đi. Nhỏ em, gái em nhỏ gì nha. Thôi, gia đình em là nói gia đình bạch tạng gì nha. Rất là trắng luôn. Rất là ok luôn. Anh chị em nào để số điện thoại giùm cho em. Ok. Bé xanh đẹp quá hả? Xin đôi hả? Dạ xin đôi nha gì nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ủng hộ giùm cho em cái gì nha. Ai mà không mua thì chia sẻ live stream cho em. Thương mới đi hả? Anh yêu em hả? Áo xanh ấm xinh hả? Ờ. Áo đen mày hả mẩm, nó chê con út đẹp cho mày. Ê nó khen út đẹp mà mày. Mọi người bắn bà mày, mày trát đầu tao đi. Dạ mình sức lên tay giùm cho em nha, sức lên tay giùm cho em. Và đặc biệt là cái tinh chất thăng tre những gì nha, làm ta dám ta trắng lên, mạnh lên và sáng lên. Nhanh tay một chai luôn, cảm ơn vậy. Anh chị em nào dạ mình tắm toàn thân giùm cho em, cũng như là tắm trên mặt giùm cho em những gì nha. Lát cái thằng trợ lý của em sẽ vô nó xài vô và sức cho mặt. Trợ lý ơi, vô sức cho mặt giùm cho anh luôn. Ok, vậy cho mình đặt hàng nữa.
ổ kích trắng luôn. Rồi bây giờ gia đình em sẽ xài vô nhau gì nha. Rồi, gì anh đi ra đi, hết chỗ rồi. Anh đi ra phải không? Ok. Ra đi. Đưa dạ, bây giờ cả nhà mình đặt hàng nhanh tay đặt hàng để lại. Đưa cho Đạt cho coi cái mặt đó, coi cái mặt đó. Đây cái mặt của trợ lý em nó rất là đen luôn mấy chị nha. Rồi, xin xà mặt rồi đi ra. Ờ đúng rồi đó, anh Lâm bò xanh Lâm nói rồi. Rồi. Cho hai bài xem. Dạ, cái nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại và mail cho chị nha. Do nhà hàng đến số thoại gì nha, cực kỳ trắng. Và cái này cái tinh chất thăng tre như gì nha, làm trắng lên, mịn lên và sáng lên. Nhanh tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân, cứ để số thoại dùm cho bên em. Thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho chị nhanh tay lẹ chân. Lộ hàng thì em ơi kìa. Ok, lộ hàng kìa em ơi, hàng mình đẹp, tao nói mình phải phê cho thiên hạ coi thôi. Ví dụ nhiều khi mà hàng mà bị thui đồ này nọ thì không phê thôi. Bớt da, bớt da. Ok, hàng thì quá hả, tính tới nha, tính nói nha. Trời, cực kỳ trắng luôn, bây giờ quý vị biết không? Em này em trắng quá rồi, cho nên em cũng thử như vậy nha. Mình để 15-20 phút, lập tức mình tháo ra. Thì lập tức làn da mình sẽ trắng lên, mịn màng hơn và trắng hơn. Dạ, rất là trắng luôn nha mấy chị ơi. Với giá 490 nghìn một chai nha mấy chị. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Rồi, nhanh tay lại chân để số điện thoại giùm cho em như một chai 490 ngàn một chai như vậy nha. Cảm ơn quý vị đó nhiều. Bây giờ nếu mua thêm một bộ khuyến mại gì không? Nếu mua thêm một bộ thì tặng gì Quỳnh ơi? Dạ, một bộ là 1.470.000 ngàn. Cả cho mình khi mua một bộ sẽ được free ship toàn quốc và tặng thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490 ngàn nha cả nhà ơi. Thì còn chờ chờ nữa cứ để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lại chân. Áo xanh hả? Áo xanh ngon hả? Ok, áo xanh ngon. Sản phẩm này có tác dụng phụ không? Không hề có tác dụng phụ. Chúng ta có thể xức trên mặt cũng được luôn nha chị nha. Nhanh tay lại chân sale chim sim lên che sẽ lại chim xé lại chim giùm cho em như vậy nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Ai mà không trắng là đền trả là tiền cho vị luôn. Trời ơi, lai ba mệt quá vậy, em phải nằm xà xuống đây, em phải nằm xà xuống đây nha chị nha. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp nha chị nha. Chỉ nhiêu Quỳnh mẹ này. Dạ 490 ngàn một chai nha cả nhà ơi. Một chai cả nhà mình hơi sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Ta trắng rất là lâu luôn, trắng suốt cuộc đời luôn. Ok, lấy em một bộ đến đây, anh chị em là một bộ thì comment giùm cho em một bộ là 1.470.000 thì gồm một chai. Thôi tao ngồi tập tao mệt, để tao đứng vậy tao nói đi mấy đứa. Dạ cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em của cả nhà ơi. 490.000 cả nhà mình có thể là xuất được 2 tháng, sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Dùng bao lâu trắng, dùng một lần đã sử dụng là trắng liền như vậy nha. Bộ thì gồm cái gì đây? Một bộ thì gồm một chai tắm một lần và một chai tắm hàng ngày và một chai bao đì ban đêm và một chai bao đì ban ngày như vậy nha. Một lọ là 490.000, bây giờ còn chần chờ nữa để số điện thoại giùm xem đi mấy chế ơi. Dạ, không hề bắt nắng như vậy nha. Và đặc biệt cái chai này có chất dưỡng da trong đó luôn, và đặc biệt có cái kem chống nắng trong đó luôn, làm da trắng lên sáng lên. À. Dạ em chào mọi người nhanh tay lại chứ hai chị đằng sau là ai vậy? Hai em nhớ gì nha. Cảm ơn quý vị đó nhiều. 490.000 một chai nha mấy chị nha. Bật tông rỡ rồi, sau một lần sử dụng khoảng giùm em 15-20 phút nha cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà mình mua một bộ là với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Rồi nhanh tay lại chứ như gì nha, sản phẩm của Hàn Quốc như gì nha, làm da ta trắng lên, mình lên và sáng lên. Rồi hai đứa đi rửa giùm cho anh đi. Tẩy luôn hả? Mà nó có thời gian đâu. Bầu sử dụng được luôn nha chị nha, bầu sử dụng được yên tâm giùm cho em. Bởi vì sản phẩm là từ thiên nhiên 100%, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Rất là trắng luôn. Đây quý vị coi, hai cô gái đang tắm xong tắm bùn nha chị nha. Rất là trắng quý vị, nó sẽ bật tông lên tức thời như vậy nha. Da ai mà đen thì để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lại chân. Đây là con bé em, đây là tay của con bé em. Còn đây là tay của con bé chị em. Đó. Nó trắng gì trắng dữ vậy trời. Đó, nó rất là trắng quý vị, xài nó trắng. Ê, cảm ơn mọi người. Nhanh tay lại chân sử dụng cực kỳ trắng đây, đây. Ôi trắng lắm mấy chị ơi, cả nhà mình nên sử dụng. Không, Quỳnh không lên tông đỏ nè, Quỳnh ơi. Quá cỡ. Ê con Út lên tông đỏ nè, đây. Dạ Út nó non. Con Út nó lên tông đỏ nè, còn Quỳnh chưa lên tông đỏ nè. Quá cỡ. Đây, lên tông, Quỳnh lên tông để đây. Quá cỡ. Ai mua để số điện thoại những chị nha, nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Thì em Zalo cũng như là tư vấn cho vị, vì số lượng có hạn. Tôi nhắn qua tải nó ngồi cái inbox giùm cho em. Đây. Em có gì biết không, em trắng quá rồi, em không thể nào mà nó bật tông được nữa gì nha, rất là trắng luôn. Nhanh tay lẹ chân và sử dụng. Rồi mấy chị ơi, trắng lắm mấy chị nha. Để cho mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Trắng lắm mấy chị ơi. Ơi nó hồi tắm nguyên người. Nói vậy thôi chứ tối là đâu không tắm trắng lại. Nó tắm mặt luôn vậy nhau em tắm mặt luôn nhau vậy nha. Tao nói nguyên gia đình em xài nhau vậy nha. Anh chị em nào mua thì comment một bộ giùm cho tụi em nhau vậy nha. Mấy chị ơi, nói thiệt luôn mà không hề bắt nắng, đặc biệt cái kem dưỡng body bên đây là chống nắng cho mấy chị luôn nha. Một bộ là với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai để tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lại chân một bộ. Dạ, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, cả nhà mình có thể sử dụng thử giúp em một chai sữa tắm trắng nha chị ơi, tắm trắng một bước với giá là 490.000 nha mấy chị nha. Đặc biệt là đặt trên đây của anh Lam sẽ được free ship toàn quốc luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Cả nhà mình sử dụng giúp em là nam nữ là đều sử dụng được hết, cả nhà mình có thể tắm mặt giùm em được luôn nha mấy chị nha. Rồi, xong
sản phẩm tên gì vậy? Dạ sản phẩm này AE Skin nha chị nha. Hai chị em xin đôi quý vị ơi, cảm ơn vậy. Dạ đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, rất là hiệu quả luôn nha mấy chị nha. Cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. À, cảm ơn vậy, xài thôi, cảm ơn vậy. Dạ đây là hai chị, một đứa chị một đứa em nha quý vị nha, một đứa chị một đứa em. Dạ. Em đợi giữa em thứ ba. À, ồ quá trắng ghê quá vậy. Rất là trắng nhau chị nha, rất là trắng luôn. Bây giờ đặt hàng lúc nào mới có, chắc mai mốt chị có rồi. Mới gặp Lâm hồi sáng ha, lên mới coi Lâm diễn đúng không? Anh Lâm diễn vui đúng không em? À, ở ngoài, ở tờ anh livestream anh nói chuyện vậy thôi, chứ bình thường em thấy ở ngoài anh đâu có nói chuyện gì đâu. Đâu có ai nói gì đâu, đúng không? Út đẹp hơn. Ủa trắng quá nè. Út đẹp hơn. Nó thơm quá cha ơi. Cha ơi, cha bà nội mày. Dạ cả nhà ơi, cả nhà mình lưu ý giùm em là đặc biệt cái kem body bên đây với giá là 490.000, cả nhà mình mua sẽ được free ship cho mấy chị nha. Đặc biệt là cái kem body này những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha cả nhà ơi. Đặc biệt là cái kem body bên đây khi mà mình xúc vô là nó thẩm thấu vô nha mấy chị nha, và rất là trắng và hiệu quả luôn. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc mà khi gặp nước là không hề bị trôi nha mấy chị ơi. Kem body bên đây thẩm thấu vô làn da, đặc biệt là nó thật nước sẽ không bị trôi nha mấy chị nha. Kết hình xăm nữa trời ơi, em ơi sắp được rồi nè đó. Em đánh từ từ, em đánh lên nó rất là thấm, nó không có một tí vân kem nào luôn nha mấy chị. Hộ tư vấn này của ông ơi. Máu vô rồi. Dạ cái con em cũng ngày xưa. Ngày xưa nó bán kem đúng quý vị, ngày xưa nó bán kem nó tư vấn hay lắm quý vị. Đấy, rất là trắng, nó không có bị bết rết luôn nha mấy anh chị. Đây đàn ông xài cũng được luôn nha. Ồ trắng bao nhiêu? Dạ trắng nhanh cực kỳ ok luôn. Này mình sức mặt được luôn nha quý vị nha. Cái này là da thịt của em nè. Đạt mà vô mình rửa mặt cho người ta coi. Đây đây mày Hà trợ lý của em, Hà trợ lý của em bây giờ nó vô cho quý vị coi. Tối nay anh bao cả hai em rồi, chuyển khoảng 2 tỷ cho anh đi cưng. Đây, thằng trợ lý của em giờ sẽ rửa cái mặt ra cho dì coi, nó rất là trắng như vậy nha, xài ra nó đã nguyên một gia đình, em thề như vậy nha. Cái này em nói mà không có như vậy nha, không có, em làm con cuốn luôn đây, có bằng thờ Phật nhà em đây như vậy nha. Là cái chai này em để trong toilet là gia đình em xài, thiệt sự gia đình em xài đúng vậy. Cái mặt của em là khoảng 2-3 ngày em xài lần để cho đánh kem nó ăn vô, đánh phấn nó ăn vô, rất là trắng như vậy nha, cực kỳ trắng và cực kỳ ok, không hề hồi da luôn, nhanh tay lại chân. Chị em nào mua comment số điện thoại gì cho bên em như vậy nha, nhanh tay lại chân. Dạ đúng rồi, đặc biệt là kem body xài rất là thích luôn nha mấy chị ơi. Đặc biệt bên đây là có dòng hai dòng kem body ban ngày và kem body ban đêm. Đặc biệt là kem body ban ngày cả nhà mình có chất chống nắng luôn nha mấy chị. Rất là trắng như vậy nha, rất là trắng khi mình xài là cực kỳ ok, cực kỳ. Quỳnh đưa hai tay đây coi. Dạ đây. Đây. Rất là trắng nha mấy chị ơi. Nè cái khúc này nó còn đen rồi Quỳnh. Lát tắm luôn. Hồi tối mà chưa bị điện. Đi rồi. Ok, dạ, mấy tuổi sử dụng được? Em 15 tuổi sử dụng được hả? Dạ được sử dụng được nhau gì nha. Một bộ 5 anh chị em nào mua comment số điện thoại như gì nha. Nhanh tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân. Một. Dạ. Đúng rồi, em nói cho chị nghe, cả nhà mình có thể là chưa tin tưởng những cái sản phẩm này, cả nhà mình có thể mua một chai tắm trắng sử dụng giúp em với giá là 490.000, cả nhà mình sẽ được free ship cho mấy chị nha. Sau khi mình sử dụng nói rất là hiệu quả rồi, cả nhà mình hãy ủng hộ giùm em một bộ cũng được luôn nha mấy chị ơi. Cả nhà mình đặt hàng nam nữ đều sử dụng được hết, không những là mình có thể đánh body mà mình có thể sử dụng cho mặt được luôn nha mấy chị ơi. Đặc biệt cho những chị nào mà mặt mình bị đen hơn cái cổ á mấy chị, mình nên sử dụng giùm em cái sản phẩm này được luôn nha mấy chị ơi. Dạ đặc biệt là cái kem này là thẩm thấu vô làn da, nhưng mà những đặc biệt cho những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha mấy chị ơi. Là đang cho con bú là nó sẽ không có bị chảy ra mấy chị, mà khi mình gặp nước là cái kem này thẩm thấu vô làn da rồi nó không bị chảy ra mấy chị ơi. Còn những cái loại kem khác thì mấy chị đánh vô là mấy chị gặp nước nó sẽ bị trôi ra, rất là khó chịu đúng không mấy chị? Trắng khủng khiếp, trắng lắm quý vị. Nó thẩm nó không có một tí vân kem nào luôn. Đúng rồi, không lộ vân kem nha mấy chị ơi, đặc biệt là cái sản phẩm tắm trắng. Đây đưa cho Đạt vô nè, Đạt vô mặt nè, mặt Đạt vô nè. Quý vị thấy không, là cái mặt nó sáng trưng lên liền quý vị, cái mặt nó sáng trưng luôn quý vị. Còn em là bị em trắng quá rồi, thế nào? Cảm ơn quý vị. Dạ. Nhanh tay lại chân Lê Thu Thảo, chào Lê Thu Thảo nè, Lê Thu Thảo ơi. Bây giờ cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Một bộ là với giá là 1.470.000, cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm theo một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha mấy chị nha. Dạ đúng rồi, rất là xuống luôn mấy chị ơi, sử dụng rất là thích và hiệu quả nha mấy chị nha. Em nói chị nghe, cả nhà mình chưa an tâm thì cả nhà mình mua một chai sử dụng giúp em trước cũng được luôn nha. Một chai tắm trắng với giá là 490.000, một chai như thế này là mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha cả nhà ơi. Vừa tắm body được và vừa sử dụng được da mặt luôn nha mấy chị nha. Dạ em nói gì, trắng là trắng tắt nách nhau gì nha quý vị coi nè, tay chân của em nó vậy quý vị coi, ai Quỳnh trắng bằng anh luôn Quỳnh. Gì? Bây giờ em tắm trắng rồi em trắng không bằng anh. Đây em trắng nhất đi nè. Mày điên, tao trắng hơn mày. Thôi đi cha. Mày điên quá mày ơi, mày khùng hả? Dạ trắng lắm mấy chị ơi, trắng rất là xuống luôn, là không bị bạc lông cũng không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Đặc biệt là cái kem body thẩm thấu vô làn da của mình nha mấy chị ơi. Dạ. Gặp nước sẽ không bị trôi nha mấy chị nha. Nhưng mà đặc biệt là cái là free ship toàn quốc cho cả nhà mình trên like của Lâm luôn nha. Dạ đúng rồi, trên like của em là tao đã free ship toàn quốc cho chị luôn. Bây giờ còn chần chờ nữa, cứ để lên số điện thoại giùm cho bên em nha chị nha. Nhanh tay một cái ủ xin chào vậy, trắng tét nách luôn, tét nách luôn. Anh chị em nào mua phải để số điện thoại giùm cho bên em thì em alo cũng như là tư vấn cho chị được nha mọi người. Dạ
Dạ đúng rồi, cả như mình mua một combo là gồm có hai kem body, một kem body ban đêm và một kem body ban ngày, và một chai tắm trắng một bước với một tay và một chai sữa tắm trắng hàng ngày nha cả nhà ơi. Với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Em thấy số điện thoại của chị quá trời nhiều đâu gì ơi, đâu quá trời của đất của gì ơi, đã quá trời đã luôn. Những chị nào mà mình muốn sử dụng thử là cái sản phẩm này có hiệu quả hay không, chỉ cần mua một chai sử dụng giúp em trước cũng được luôn nha cả nhà ơi. Một chai là mình tập được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha, rất là hiệu quả luôn mấy chị ơi. Nữ là nên trắng mới đẹp mấy chị ơi, mặc đồ xấu cỡ nào trắng thì mặc đồ rất là xinh nha mấy chị nha. Cả nhà mình nên sử dụng giúp em đi cả nhà ơi, 490.000 thôi nha. Dạ nhanh tay lẹ chân nha chị nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bị đòi mồi nó mờ đòi mồi nha chị nha. Bây giờ xài mặt, em xài mặt cho gì coi, bây giờ em xử xài mặt cho gì coi. Anh đứng dậy cho tụi bay bị lép đi ha. Tụi bay cái cuộc đời tụi bay chỉ là giai phụ mờ nhạt trong cuộc đời quy hoàng của tao. Trong cuộc đời quy hoàng của tôi thôi, hiểu không? Bạn ơi dùng như thế nào thì anh chị em mình xài lên, mình sức lên da của mình thôi là nó trắng nó giòn, hiểu gì nha. Mình xưng là cái da của mình thôi, chỉ có 490.000 thôi mọi người. Như Phong là ai mà tới tư vấn phụ anh dữ vậy? Một bộ luôn, ok. Anh chị em nào mua một bộ thì comment một bộ giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Em khuyên quý vị nên sử dụng một bộ giùm cho em quý vị nha. Dạ. Cái này mà những cái vết đồi màu này nó sẽ ra hết vậy, da mặt chúng ta cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Chúng ta có thể xức, chúng ta có thể xức kéo gì nha, xức trên mặt cũng được luôn. Nhanh tay lẹ chân, ai mua cứ để số điện thoại giùm cho em nha mọi người ơi. Cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, một chai tắm trắng một bút thì cả nhà mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha, với giá 490.000 nha cả nhà ơi. Điện thoại đâu vậy? Da tắm là không có bị vàng lông, cũng không hề khó chịu nha mấy chị nha, rất là dễ sử dụng. Phải mình sẽ trắng khoảng 15 đến 20 phút nha, mình đi tắm lại giùm em luôn nha. Đúng rồi, anh chị em nào mua comment lẹ giùm cho em mấy chị. Dạ cả nhà mình comment giùm em số điện thoại để lại để đặt hàng luôn nha cả nhà ơi. Giùm đi đâu? Dạ 490.000 nha cả nhà ơi, được free ship toàn quốc luôn nha mấy chị nha. Dạ. Cả nhà ơi. À chị Kim Long Thanh Quỳnh, dạ hai chị em không bay xin đôi chị ơi. Dạ mà tên con nhỏ chị nó bị chó cắn. Con nhỏ chị nó bị chó cắn nó đẹp luôn quý vị. Dạ cả nhà mình đặt hàng đó lại số điện thoại giùm em, một chai với giá 490.000, cả nhà mình sẽ được free ship cho mấy chị nha. Em yên tâm giùm cho anh đi, nếu mà không chắn thật thì anh hoàn trả lại tiền cho em luôn. Mọi người mua cứ để lại số điện thoại giùm cho em, để lại số điện thoại giùm cho em. Nhanh ba lẹ chân nha. Chắn lắm mấy chị ơi, một bộ là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha mấy chị nha. Mua trên live của anh Lam sẽ được free ship toàn quốc luôn mấy chị ơi. Rồi. Dạ, nam nữ là đều. Mặt nó trắng, mặt nó trắng bự luôn kìa. Nam sử dụng được thôi. Ê, giờ phần này tắm trắng mặt thôi. Đưa cho ba. Mình đặt hàng một chai thôi là được free ship rồi nha mấy chị ơi. Đây trắng lắm. Đây à, tại vì cái chai em hồi chiều này là đi hồi đeo nắng không ảo khoác á mấy chị, cho nên rất là đem về em test lại nó trắng bật tông rõ rệt luôn nha mấy chị ơi. Mà em đi đâu em ra nắng nha. Em đi làm nhà đó. Trời ơi sao em không kêu tụi nó làm em phải ra nắng nhờ. Em không đợi em nắng như vậy sẽ đen da em hiểu không? Dạ. Bên đây là có kem body chống nắng cho cả nhà mình luôn là với giá là 490.000 nha mấy chị nha. Cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000 sẽ được free ship toàn quốc tặng kèm thêm một chai để tế bào chết trị giá 490.000. 490.000 nha chị nha, cái này là tắm body thôi nhưng mà em tắm mặt cho chị coi được cái sự trắng của nó và sự an toàn của nó nha chị nha. Rất là đã, ta nói style là mê liền mấy chị ơi, style là mê liền. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, nữ là mình nên phải mình dùng cho mình xấu đi chăng nữa là mình cũng phải trắng nha mấy chị nha. Trắng thì mình mặc quần áo mới đẹp được mấy chị ơi. Sao vậy, sao em xấu mà em đen à? Em đen đâu? Em khùng thì em đen anh là em bị đen rồi. Bớt khùng nha Quỳnh nha. Bị gì vậy? Trời ơi. Thôi. Trắng lắm mấy chị ơi, rất là trắng luôn. Cái này mình hơi tắm mặt được luôn nha mấy chị nha. Dạ. Hồi xưa cái mặt em nó đen lắm, như vậy nó bị khô lắm mấy chị, sòn lắm. Và từ khi một tuần mà mình sử dụng 2 lần giúp em nha. Em thề như vậy nha, cái này em nói mà em nó sợ em là con chó luôn vậy. Ngày này em cũng tắm mặt hết trơn rồi, cái mặt của em vậy. Đi đánh kem nè, đánh phấn nè, nó ăn giả mang luôn, nó ăn cái phấn mặt chúng ta nó đẹp lắm vậy, đã lắm. Anh nói xin tiền kìa anh. Ai xin? Út. Xin nhiêu? 100.000. Đưa đặng. Ủa gì tin 100.000? Dạ. Mẹ la, mẹ chúng ta được lo xì tin. Nó là cái con nghiện xì tin nha quý vị nha, nó nghiện xì tin lắm vậy, trời ơi. Ngày xưa là cái thằng bồ mà cua nó, người ta nói là chó lo xì tin nó theo luôn quý vị. Chó nó sẽ nó theo liền, hai em giống nhau hả? À? Sao con ở đâu? Cảm ơn chị. Dạ ok, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn cả nhà ơi. Đúng rồi mấy chị ơi, trắng lắm mấy chị ơi. Trắng thì mình mặc đồ gì nó cũng đẹp, nhìn nó sạch sẽ nữa nha mấy chị nha. Gần tới rồi cho nên cả nhà mình tranh thủ nhanh tay để mình giữ cho một làn da đẹp nha mấy chị ơi. Dạ. Thử là phải trắng nha mấy chị nha. Đi vô cho cả nhà. Gì nói gì vậy trời?
Không những phụ nữ mà con trai cũng phải cần trắng nha. Vì con này khổ da em gì, rất là trắng quý vị. Nó trắng khủng khiếp luôn mọi người ơi, nó rất là trắng mà da dẻ nó đã lắm vậy. Cái body nó thơm. Ok chị Lan Ngô nha, đúng rồi, cái body thẩm thấu như da nhưng mà nó rất là thơm, còn không hề bớt da. Da của em là mới vừa xuất cái body đi, không có một tí vân kem nào luôn nè. Nó rất là thẩm thấu cho da của mình luôn. Rồi nhập rồi, hay quá em ơi, em tư vấn đi em ơi. Rồi nói mà uống xì tinh nữa là nó nói chuyện mà ghê lắm vậy, chứ ghê lắm. Một chai là với giá là 490 ngàn, cả nhà mình có thể sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha, là tắm trắng cái gì luôn nha. Và dạ kem body ban đêm và kem body ban ngày là em có bán lẻ luôn nha mấy chị ơi, 490 ngàn một chai nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em thôi nha cả nhà ơi. Để số điện thoại đi mọi người ơi. Giống nhau quá, có khi nào lộn không vậy Lâm? Cũng có lộn chứ. Cả nhà ơi, 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Để cho mình một chai có thể tắm được 2 tháng nha mấy chị ơi. Không những là mình tắm body mà mình có thể tắm luôn mặt nha mấy chị ơi. Đặc biệt cho những anh nào mà anh thanh niên nào mà da bị xấu á, mấy anh không cần phải tắm body đâu, mình tắm cái chủ yếu cái mặt mình. Không, mấy anh nào mà đi ngoài nắng hoài là không nên xức lên mặt nha. Tại cái mặt em đi em ở trong, em ở trong mát 24/24, em ở trong máy lạnh đâu vậy? Em ở trong máy lạnh không? Với lại là em đi là có tài xế đâu chở em, nên em ở trong em ở trong trong mát không à. Chị Huỳnh nét đẹp hơn chị kia. Ai vậy? Thôi kệ đi, lo lắm với một người đó em mới vui đi. Thì hai bên là chị em nhau. Người ta nói là ai ơi nhớ lấy câu này, gạt cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Là tụi bay là tao nói đẻ cùng một mẹ ra, mà tụi bay đấu tranh nhau vì cái sắc đẹp. Rồi mẹ tụi bay buồn đó tụi bay biết không? Bây giờ mẹ mày không dạy tao, tụi tao sẽ dạy tụi bay. Út xin mặt ra coi, Quỳnh xin mặt ra coi. Nhỏ đi cười hở lụ nè, hở nú nè. Nhưng mà răng người ta đẹp. Răng sứ. Răng sứ nào răng thiệt cha. Ừ. Dạ cái mình đặt hàng đó là cái điện thoại giùm em. Quý vị không, mà em cạo ra đã trắng liệu gì, em cạo ra trắng liệu gì. Thấy không, trời đất ơi, nó trắng mà đã trắng không thì bết. Anh chị em nào bị nám mụn tàn nhang nè. Mà sức mặt mình kỹ giùm cho em như gì nha, kỹ giùm cho em nha. Trời đất ơi, em làm nói gì ngày nào cũng sức cái trơn trội, nhưng mà em trong máy lạnh không giống gì nha. Nên hả, da em nó đẹp như vậy nha. Dạ sức mà không chăm chích không gây ngứa như vậy nha. Trời ơi, nhiều sản phẩm mà ta nó tắm body khác thì dám xài mặt không, dám xài mặt không? Tại em cũng thường xuyên tắm trắng mặt em đây thiệt sự luôn. Trời đất ơi, mặt tôi là mặt kiếm tiền mấy má nha. Dạ đặt hàng đó là số điện thoại giùm em nha, 490 ngàn thôi cả nhà ơi. Một chai là mình sử dụng được khoảng 2 tháng mấy chị nha, đặc biệt rất là trắng luôn mấy chị ơi, và không hề bị bết rít mà cũng không hề bị lộ bông kem nha mấy chị nha. Trời ơi, em tháo ra là quý vị mê em liền. Có ai đây mê em quý vị? Mình trét chân mày cho em luôn, trét chân mày cho em cạo ra bắt hình xăm luôn. Đó, trời đất ơi, cưng ghê quý vị. Rất là trắng, trời ơi, style là mê liền, style là xích mê xích mê liền đó nha. Cứ để số điện thoại giùm cho em nhanh tay lẹ chân như gì nha. Còn chàng trai nữa cứ để số điện thoại giùm cho em. Đi đâu mà giờ mà vòng mà dắt phá mà còn phải dây nè. Dừng thân lại nơi đây ủng hộ tấm trắng giùm cho em 490 ngàn. Sản phẩm Asia Skin thì dòng sản phẩm này ta nói là một cái chai tấm trắng bình thường, và một cái tấm trắng trắng hàng ngày cũng như body ban đêm như body ban ngày, làm da ta trắng hơn, sáng hơn, mịn màng hơn. Anh chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em, đảm bảo không trắng sẽ hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Và nguyên liệu là ta đã nhập khẩu từ Hàn Quốc 100%, có giấy tờ chứng nhận đồ đầy đủ nên quý vị yên tâm giùm cho em nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, ai cũng chắc gần Tết gần Noel rồi thì bây giờ chúng ta có lần da trắng hoặc là trắng như quý vị nha. Rất là trắng mấy chị ơi, cả nhà mình nên đặt hàng để lại số điện thoại giùm em 490 ngàn, mà làm cho da mình trắng bật tông nổi bật và nhìn rất là đẹp gái mấy chị nha. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, một bộ là 1.470.000, cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship toàn quốc và tặng kèm thêm một chai để tới phần chính trị giá 490 ngàn nha. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, cả nhà mình có thể mua lẻ được luôn nha mấy chị ơi. Mua lẻ một bộ chai tắm trắng sử dụng được khoảng 2 tháng là 490 ngàn nha cả nhà. Kem body ban đêm và kem body ban ngày, kem body ban ngày là có tinh chất là cả nhà mình có thể là chống nắng cho cả nhà mình luôn nha. Đặc biệt kem body là khi gặp nước là sẽ không bị trôi nha mấy chị ơi, rất là thẩm thấu cho làn da của mình luôn nha mấy chị. Em nói vậy nếu không đẹp em thật sự em giờ em không biết là dùng cái từ nào để em diễn tả được cái sản phẩm này được thiệt. Ví dụ nhiều người hỏi em like tắm trắng nhiều quá rồi, cái nào trắng cái nào không trắng, em nói vậy bây giờ người ta sản xuất ra. Nếu mà không trắng thì không có nào, có cái nào, có nào mà không trắng thì không giờ thì dám bán quý vị, em nói thiệt quý vị. Dạ, cả nhà mình đặt hàng đó là số điện thoại giùm em cả nhà ơi, đặt trên like của Lâm sẽ được free ship toàn quốc nha mấy chị nha. Một chai tắm trắng mình sử dụng được khoảng 2 tháng, cả nhà mình cần trắng chỗ nào thì mình xuất lên cho nó giùm em. Để khoảng 15 đến 20 phút sau là đi tắm lại giùm em là bật tông rõ rệt và trắng cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc 100% là nha cả nhà ơi, rất là hiệu quả và rất là trắng và an toàn nha mấy chị luôn nha. An toàn cho mọi người luôn. Dạ cái này tắm body nha quý vị nha, body em giờ tắm gì nữa vậy, tắm cái gì nữa. Bây giờ em chú ý em nào, cái mặt của em ta nó trắng thiệt là trắng, trắng thiệt là trắng. Trắng lắm mà
người ơi. Em nói là sử dụng giùm em nha. Em nói em là qua ghen đua thấm liễu hờn kém xanh là em nha chị nha. Liễu hờn kém xanh là em luôn, nói thiệt quý vị luôn, thiệt sự luôn. Vậy cái câu thơ của Thúy Kiều Thúy Dân đó. Đầu lòng hai ả tố nga. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Mai cúc cách tuyết tinh thần, mỗi người mỗi vẻ mừng phân dạng mừng. Thấy không, thấy không? Ai cũng đẹp. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, để cho mình đặt hàng nữa là số điện thoại men 490.000 một chai là tắm trắng mình sử dụng được khoảng 2 tháng mấy chị nha. Bật tông nữa rồi không vàng lâu không chăm chích và rất là dễ chịu và nó trắng sau khoảng 15 đến 20 phút thôi nha cả nhà ơi. Rồi, dạ, rồi. Tắm body mình có thể tắm được da mặt không nhớ chị nha. Da mặt. Thôi đừng xuống da mặt mình ơi. Mà đó mình tắm. Em tắm mặt được mà da em một lát mình còn tắm được mà. Thôi. Không có ai đẹp. Không, em nói gì cái này tắm body thôi nha, em không có xúi gì tắm mặt nha. Nha, không có xúi nha, cái này là tắm body, em tắm mặt cho gì thấy ăn lòng thôi, hãy ăn lòng mẹ ơi đây. Em tắm luôn nè, trắng ngồi luôn. Cái này tắm body nha, cái này tắm trắng body không phải tắm trắng mặt nha. Mẹ em tắm cái mặt cho gì coi nha, em không có xúi gì tắm mặt nha không gì nha. Trời đất ơi. Qua hừng đua thắm liều hình kem xanh thảo gì. Nó không có xuống tông luôn nè, nó vẫn là tông trắng. Ví dụ nhiều khi mình sức cái nào lên thì nó trắng tức thời đó, sau một thời gian đó nó đen lại, còn riêng là gì không? Nó trắng mãi mãi, nó trắng và tình vĩnh cũ, nó trắng trắng ấy lắm. Trắng ghê lắm mấy chị ơi. Lấy là tao rửa mặt này. Một, đây là sản phẩm của Hàn Quốc. Bưng ra đây, bưng ra đây. Bắt đầu được comment gì vậy? Để số điện thoại giùm cho em gì ơi, em like này nó nhiều lắm cái gì ơi, em nói thiệt quý vị, đây là sản phẩm cao cấp như gì nha, sản phẩm cao cấp. Dạ nhanh tay là chứng dụng như sản phẩm bình dân vậy. Nó trắng thì trắng thiệt, em không dám sức lên mặt của em nha chị nha. Còn riêng cái dòng sản phẩm này thì vô chị em công nhân, fan của em công nhân nhiều lắm quý vị. Dạ em phải like cái này cái kia chứ đâu phải ai cũng có tiền mua 490.000 đâu, đâu ai cũng có tiền đâu. Thì cái này dòng cao cấp. Dù mà em bán cái nhà anh chị em văn phòng một xíu, còn mấy cái mà trăm mấy, trăm mốt, trăm hai nó cũng trắng luôn thì bán cho anh chị em công nhân. Hết cái like này rồi cả nhà mình để lại số điện thoại giùm em. Trời ơi tin được không? Nó trắng quá qua đi. Trời ơi tin được không? Trắng nắng nắng nè. Dạ trắng mấy chị ơi. Một chai này mình sử dụng được khoảng 2 tháng cho mấy chị nha. Một chai sử dụng được 2 tháng cho mấy chị ơi là 250ml cho mấy chị nha. 250ml với giá 490.000 cho nhà mình sử dụng được 2 tháng cho mấy chị ơi. 2 tháng trời quý vị ơi. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Một tuần là cái nhà mình tắm khoảng 2 đến 3 lần là được rồi cho mấy chị nha. Rất là trắng luôn. Em hàng ngày này cũng tắm như gì nha, ngày này cũng tắm trơn trời. Trắng liền mấy chị ơi, bật tông rõ rồi sau 15 đến 20 phút sử dụng nha mấy chị nha. Trời ơi tin được không? Nó trắng quá qua đi. Trời ơi tin được không? Còn dính tao rồi. Dạ ok, để cho mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em được rồi cả nhà ơi. Nhưng còn những chị nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm Hàn Quốc này cứ để lại số điện thoại giùm em. Chút xíu hết cái line này em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị nha. Những chị nào mà muốn tư vấn về muốn một cái làn da trắng trẻo mà nói chung là trắng cực kỳ trắng luôn là để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị điều kiện nha cả nhà ơi. Trời nó trắng lắm quý vị, em nói vậy là xài đã lắm quý vị, nó mờ luôn. Nhưng mà mấy chị nào mà sức mặt thì phải ra mình phải kỹ cái làn da của mình nha chị nha, kỹ làn da của mình. Em là em ở trong mát không quý vị, em trong mát 24/24 quý vị, quay vào nắng là em không quay. Dạ một chai là 490.000 là mình sử dụng được 2 tháng mấy chị ơi. 250ml cho mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em cho cả nhà ơi, free ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn nha. Đây là sản phẩm tắm trắng của Hàn Quốc, một bộ là với giá là 1.470.000 sẽ được free ship toàn quốc. Khi mua một bộ cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Quý vị thấy có xuất sắc không quý vị? Quý vị thấy là em có quảng cáo xạo không quý vị? Em xài cái gì em nói là quý vị cái đó. À ok anh Trần Văn Hải Phụng mua cho vợ luôn một bộ luôn. Cái thương ghê. Anh Khải Phụng em nói anh á. Trời ơi. Khải Phụng đại gia. Anh Khải Phụng đại gia. Dạ cả nhà mình đặt hàng giùm em nha. Ok mua mít nha. Đúng rồi mấy chị ơi, những chị nào mà muốn thắc mắc gì đó hoặc là để lại muốn được tư vấn về cái sản phẩm này thì để lại số điện thoại giùm em. Chút nữa em sẽ điện thoại tư vấn cho cả nhà mình nha. 490.000 một chai là sử dụng được 2 tháng mà rất là trắng luôn mấy chị ơi. Trắng sau một lần sử dụng 15 đến 20 phút giùm em nha cả nhà. Trời ơi tin được quý vị thấy không? Đây là da mọc của em nha chị nha. Da mọc của em nha, không có miếng kem miếng phấn gì vậy, em lao cỡ đó vậy, em lao cỡ đó. Mọi người thấy không, da em rất là trắng, rất là đẹp như vậy nha, rất là đẹp luôn. Mặn màu hiệu như thế, mặn màu như vậy. Trời ơi à. Chị ơi, để lại số điện thoại giùm em sẽ tư vấn cho từng chị nha. Rất là nhiều chị luôn muốn tư vấn. Trời ơi, quá trời quá đất vậy. Đúng rồi, em nói chị mới nghe. Bây giờ những chị nào mà chưa nghe kịp trên live cứ để lại số điện thoại giùm em. Chút nữa em sẽ tư vấn cho từng chị nha. Thật là kỹ càng cho mấy chị sử dụng luôn mấy chị ơi. Rất là hiệu quả cho cái sản phẩm này nha. Với giá 490.000 sẽ được free ship toàn quốc. Và cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000 được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn mấy chị ơi. Rất là hiệu quả luôn. Rất
rất là hiệu quả, cực kỳ ok luôn nha quý vị nha. Nhanh ba lẹ chân, nhanh ba lẹ chân quý vị thấy không? Một làn da xinh xinh, một làn da tươi tươi, người yêu ơi hãy sử dụng AS King. Dạ đúng rồi, những chị nào muốn tư vấn để lại số điện thoại giùm em. Quỳnh xạo quá, anh hát chu viên kìa, Quỳnh cũng cười. Út chừng lậu hàng quá quên. Đâu thì xạo. Dễ dãi nè. Dạ đúng rồi mấy chị ơi. Ủa quá trời người mua luôn. Đúng rồi mấy chị ơi, Tết giúp tới nơi rồi, 2 tháng là một thời gian không phải dài đâu mấy chị ơi. Nên sử dụng ngay từ bây giờ giúp em nha mấy chị nha. Sẽ trắng trẻo và đẹp đẽ để Tết là mình mặc áo dài đỏ cho đẹp mấy chị ơi. Mấy chị ơi, trắng mới đẹp nha, đen không hề đẹp đâu mấy chị ơi. 490 ngàn là một cái sản phẩm vừa túi tiền mấy chị luôn đúng không mấy chị? Một chai là mình sử dụng được tới 2 tháng lận, cho nên là mình phải mua và nên sử dụng đi mấy chị ơi. Kêu lộ hàng kẹt kẹt xuống. Lộ hàng 490 ngàn mua một bộ là 1.470.000 ngàn. Sẽ được free ship toàn quốc và tặng kèm theo một chai tẩy tế bào chết trị giá 490 ngàn. Kem body bên đây là với giá là 490 ngàn một chai. Kem body ban ngày và kem body ban đêm với nha mấy chị nha. Đặc biệt là kem body ban ngày có tinh chất là chống nắng cho cả nhà. Nhưng mà đặc biệt kem body ban đêm bên đây là thẩm thấu cho làn da mà không hề bị bết tích cho mấy chị nha. Khi gặp nước sẽ không bị trôi nha mấy chị ơi. 490 ngàn, 490 ngàn lấy em một chai nha. Chị em là mua một chai để sớm mà họ dùm cho em một chai như vậy nha. Trời đất ơi, rất là thơm và rất là dễ sử dụng mấy chị ơi. Muốn trắng chỗ nào là xúc lên chỗ đó giùm em, để khoảng 15 đến 20 phút sau đó đi tắm lại giùm em nha mấy chị nha. Là bật tông rõ rệt và rất là trắng luôn. Ok, không những chị nào mà đủ đặt hàng trên đây cả nhà, những anh nam mà đang mình đang coi đó, mình có thể mua tặng cho vợ hoặc là người yêu được luôn nha cả nhà ơi. Đúng rồi mấy chị ơi, trắng thì mới xinh mới đẹp nha mấy chị nha. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em cả nhà ơi. Đây là kem của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, 100% là thành phẩm bên Hàn Quốc nha mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em, một chai 490 ngàn mua được free ship toàn quốc luôn. Ok chị nha. Quá trời luôn mấy chị ơi, đúng rồi, rất là trắng và hiệu quả luôn, đặc biệt là sử dụng được kem da mặt mình được luôn mấy chị nha. Đặc biệt những chị già mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha cả nhà ơi. Đó, cái gì miễn là có da là sử dụng trắng liền như vậy nha. Mặt, da mắt, da mi, da tay, da ú, rồi là sử dụng được hết. Ê, mẹ làm đẹp quá hả? Mẹ vợ làm đẹp quá hả? Dạ mặt. Đúng rồi, những chị là nữ là muốn tư vấn thì để lại số điện thoại. Nữ gì nam cũng được, mà sao nữ nữ hoài. Xong. Còn những anh nam nào mà đang muốn xài là mình mua luôn nha mấy anh nha. Còn muốn mua tặng bạn gái thì nhanh tay đặt hàng bây giờ để được khuyến mãi mấy chị ơi. Mua một bộ 1.470.000 là gồm 4 món nha mấy chị nha. Một là hai cây hai, hai cây kem body. Hai cây hai là gì? Ba người hài quá hả? Chợ một mình em hài, con hai nhỏ sao du duyên. Thấy bà luôn quý vị ơi. Bấy vậy ngày hôm nay má tấm chân ra skin luôn quý vị ơi. Dạ cảm ơn mọi người rất nhiều ủng hộ giùm gia đình em nha quý vị nha. Dạ cả nhà mình ơi, 490 ngàn coi giờ để quên. Không đúng giờ nè. À mà gửi em chiếc mẹt đi. Làm như mẹt rẻ lắm dạ. Không làm được quyền không... Làm suốt đời luôn, like skin suốt đời. Ê, ngu gì không được, được. Ngu gì không được. Ok, hình xăm đẹp quá hả? Chỉ em đi em mê bây giờ hả? Hình xăm của anh là xăm ở đâu? Xăm Sài Gòn Inn, Sài Gòn Inn. Ok luôn, chơi luôn. Mèng 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 mèng. Điên quá anh ơi. Nó giỡn vui thôi. Giỡn vui thôi vậy. À quý vị lên gõ chữ gì ta, Sài Gòn Inn đó quý vị, Sài Gòn Inn xăm cũng được. Dạ đúng rồi, nãy giờ là đang nói giỡn nói cho vui nha mấy chị nha. Bây còn bây giờ những chị nào muốn tư vấn để lại số điện thoại giùm em, 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Một chai là mình sử dụng được khoảng 2 tháng rồi mấy chị ơi. Ok vậy rồi, hai chúng ta chia xin đôi nha, cảm ơn vậy. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, bye tụi em, bye 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 chị nha. Cảm ơn mọi người, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi tin không, I see it in one.